Hello, em Bình xin kính chào quý anh chị nha. Hiện tại hôm nay em Bình cùng với thằng Đệ đi vô vườn gõ sầu riêng anh chị nha. Được vườn này được chắc cũng được 1 tấn anh chị. Bói đầu mùa cắt giao cho bạn hàng ha. Thì vừa rồi đây thằng Đệ mà nó chuẩn bị nó leo lên cây đó, gõ thử coi nó bao được đúng tuổi cho anh chị ha. Này chủ vườn nói cũng đủ tuổi rồi đó. Thì mình lên mình gõ thử coi đó ok chưa thì cắt xả luôn anh chị ha. Xả cái lứa đầu cũng được khoảng 1 tấn á. Tấn giao cho khách. Hiện tại thì đầu mùa thì sỉ cũng không có được nhiều anh chị nha, nên là em Bình cũng không có đóng nhiều, chỉ để cho khách mối lấy lâu năm á, để người ta có bán đều đặn thôi. Còn bắt đầu từ tháng 5 tới đi thì hàng bắt đầu nhiều anh chị thì bắt đầu em đóng sỉ nha. Rụng được cái luôn. Hiện tại hôm nay mình đang dẫn thợ đi gõ sầu riêng nha anh em. Đầu mùa được vài trăm trái giao cho bạn hàng nha anh em. Đây hiện tại đi 6. Nay dẫn Đệ đi gõ sầu riêng. Đồ quá vô giao ra bọp hết rồi ha. Quá thầy luôn rồi đó. Ok giờ này cắt hết được chưa thợ? Cần hết. Cần hết luôn hả? vườn này cắt bói chắc được khoảng 1 tấn á các bạn nha. Giao cho bạn hàng mấy cái mối lấy lâu năm đặt cái này chắc xế chiều xe vô thì em cắt luôn ha. Đi gõ này gõ coi thử già chưa, cho thợ vô gõ trước. Má bọp hết rồi, vô dao hết rồi đó. Dạ hết rồi. Này đi chợ đúng ngon rồi anh chị, 8 tuổi 8 rưỡi hết rồi nè. Quá đã luôn. Cây này được nhiêu trái ra? Nhiêu trái nhất? Hai trái nhất không? 20 trái nhất không? Còn đó đó. Còn quả vậy. Cây này chắc cỡ 20 trái nhất à. Đây u trời bên đây nè. Cái lứa này lứa sớm nè anh chị. Đây là lứa sớm nè. Á trái đã ghê. Ra bói đợt đầu chủ vườn người ta tiếc ta để lại luôn. Chứ đúng ra bây giờ cái trái nhỏ mà chứ chưa bự đâu. Ok hết phải không? Được. Rồi xuống để cho chút xe vô cắt luôn. Chút xe vô cắt rồi bỏ xe luôn. Rồi, đang đi vườn nha, đây lính mình đi cắt sầu riêng anh chị. Cắt này cắt chuẩn lắm á. Cắt chiên đi cắt sầu riêng anh chị. À, này nó cắt tay nó cắt bén lắm anh chị, cắt vô dao là cắt là bao rụng hả? Rụng rồi. Được, nó được chứ rụng ngon dữ ta. Đồ hàng rụng anh chị. Thơm không? Đồ nó thơm quá. Này chắc rụng tối quá hả? Ừ. Được trái ri rụng. Đồ khéo là đẹp. Quá đẹp. Hay nhất. Đây, cây này nó rụng anh chị. Đồ, cây này chắc phải là 30-40 trái á. Bói mà nhiều ghê ta. Cái đợt này là chưa phải đợt của nó đâu anh chị nha. Cái đợt này là đợt bói đầu mùa nha. Nè cái đợt của nó là trái nhỏ nè. Đây nè cái đợt của nó nè. Tối quá sao thấy đường quay. Đây này nó quay cho anh chị xem nha. Đây là cái đợt của nó nè. Nhỏ là mới đúng đợt của nó nè. Điều này hôm nay cắt chắc phải 1 tấn trở lên rồi chứ không dưới đâu. Nhiều ghê luôn. Đây làm gì? Trái cái đợt sau nó mình nhỏ gì nè. Đó em Bình mà cắt đốc sỉ cho bạn hàng mà bán sỉ lẻ anh chị là sẽ lựa những cái vườn cây nó già nha. Cây này là phải trên 10 tuổi rồi anh chị. Là 10 năm á. 10 năm tuổi đó là cây nó già rồi, là vỏ nó mỏng nha. Đó, vỏ mỏng thì để cho anh chị bán sỉ lẻ là nó sẽ ok ha. Đó, trái nè anh chị thấy không? Trái này quá trời trái luôn. Đó, hôm nay tụi em cắt xả được đợt đầu khoảng 1 tấn nè. Cái vườn này em nghĩ 1 tấn cho lên chứ không dưới đâu ha. Cắt để đóng cho bạn hàng. Người tạ hay tạ anh chị. Đó, quá đã luôn.